Cho lợn xin bông hoa với. Lợn không có bông hoa, lợn nó không, người ta không nhận diện lợn. Bởi vì lợn là lợn ấy. Thì đang yêu, sẽ yêu nữa mà, thì chuẩn bị yêu có đủ hết mà. Mình sẽ cho mọi người một năng lượng thật là tích cực. Đây rồi bố. Và tin vào một tình yêu thật là đẹp. Nhìn lợn này. Chứ rồi bây giờ mọi người hỏi lợn là đực hay cái thì cũng khó ấy. Không, lợn vẫn là đực chứ. Lợn chỉ có hai hòm thôi. Lê lúc này có quả áo dịu dàng nhá. Áo này mình rất là ít mặc nhưng mà Luna mới chia tay người yêu tốt quá là sao? Là sao bạn? Hello, hi anh chị nha. Hello, hello mọi người. Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục hướng nghiệp đúng không anh? Hướng nghiệp. Hướng nghiệp. Hôm qua anh nói là hôm nay hướng nghiệp cho mọi người đấy. Ok, mọi người phân vân với nghề nghiệp gì, với kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn. Đây là nhà chị Luna hả? Đây là nhà của chủ nhà. Đúng rồi. Nhà. Hay quá, hay quá. Sao anh Đức lại áo chị Nam mặc vậy? Đây là áo của anh nhá. Đây là áo của anh Đức, áo của chị sao anh mặc vừa được. Đúng rồi. Này... Lợn ta chơi đi anh. Lợn ơi, mọi người hỏi này, mọi người bảo ra đây, mọi người cho con hạt này. Ui, cứ gửi bố tự nói chứ, ui, có hạt đâu. Ui, sao. Ui, rồi. Dù em đang phân vân nên học đại học hay không? Có. Đừng phân vân. Học đi chứ. Người ta thì làm gì, bất kể ngành nghề nào thì cần kiến thức mà mọi người. Kiến thức có thể tạo nên việc nghiệp. Nếu mà có điều kiện để học, đừng, chắc chắn nên học. Đúng rồi. Có điều kiện để học nên học nha. Nên học nha. Học được, học mãi nha. Em đang không biết nên đi du học hay học trong nước. À, còn tùy ngành nghề nữa em ạ. Ừ. Em cần phải xem cái ngành nghề của em thì ở trong nước, ở nước ngoài sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ phát triển hơn. Ừ, đúng rồi, chính xác. Cũng cần phải xem thị trường nữa, bởi vì nhiều khi ở nước ngoài họ phát triển hơn thì mình cũng học được nhiều cái. Nói chung là phải xem ngành nghề. Em có nên học lớp 10 không ạ? Lớp nào cũng phải học nha. Tên thật của chị Luna là Trịnh Thị Hèn. Em sắp qua Mỹ rồi chị ơi. Ồ, đi học còn du học không? Thôi du học ý là có điều kiện thì đi ra ngoài để biết được môi trường ở ngoài như nào cũng được. Chào anh chị Vũ Thịnh, anh Vũ Thịnh kìa. Hello Vũ Thịnh. Phải phải anh Vũ Thịnh không? Đúng không? Vũ Thịnh đúng rồi. Đúng rồi. Hello Vũ Thịnh. Tích xanh uy tín như này mà tại nó không hiện bạn bè lên á em cũng. Hello Vũ Thịnh. Hello Vũ Thịnh. Cô chú ơi, chồng muốn ăn cưới thì tìm xem ai cưới thì ăn. Cho em xem, sao mọi người đòi lợn mà. Tao xin có lúc nào ơi, em cảm ơn. Anh Thịnh vô hướng nghiệp hả? Đâu, Thịnh muốn hướng nghiệp thì Thịnh, theo như mình nghĩ thì là Thịnh hợp với nghề ca sĩ. Dạo này anh đã còn có nghề tay ngang nữa mọi người ạ. Có nghĩa là anh nghe là nhìn là biết sẽ trở thành ca sĩ. Anh có con xe nên anh thường đi tay ngang, tay trái, tay phải đồ đó. Nên học đại học hay học trường nghề? Tùy vào điều kiện. Không, thật ra tùy nha. Tùy từ mọi người nhìn nhận vào như nào. Ví dụ như ngày xưa anh học cao đẳng y ấy, thì anh học điều dưỡng nha. Ừ. Thì anh cũng cảm giác là nó giống như học nghề. Ừ, đúng rồi. Thật sự kiểu nó xác định ra là cụ thể luôn. Cụ thể luôn chứ không phải vào trong đấy mình còn từng ngành. Thật ra như nào cũng được. Ừ. Học đại học cũng được mà học nghề cũng được. Nhưng mà mọi người thấy là mình nên rõ một cái nào luôn rồi, chi tiết hơn thì nghề luôn đúng không anh? Rồi là có định hướng là được. Em lo trượt cấp 3 quá, trời ơi. Thật ra cấp 3 khó trượt lắm mọi người ạ. Với lại là nếu mà đã lo rồi thì em thấy có ví dụ cái vấn đề mà khiến cho em phải lo đó là cái môn nào cụ thể thì em nên dành thời gian cho nó nhiều hơn những môn khác. Tại không, vì mà cấp 3 khó trượt lắm. Liệt thì mới trượt đúng không? Không, cấp 3 khó. Làm sao mà liệt được? Ý là cấp 3 khó trượt lắm. Chúng chả ai trượt cấp 3 cả. Gần như chẳng ai trượt. Bạn trượt thì sao? Vẫn có mà. À thì vẫn có những cái tỷ lệ xác suất nó nhưng mà thấp, hầu như là sẽ khó để mà trượt cấp 3. À. Hai anh chị sẽ xác ra bài mới. Đúng rồi em ơi, 14 tháng 3 vào lúc 20:05 nha. Trên kênh Luna TV nha. Luna Official. À Luna Official. Muốn bên nhau tươi ra.
cùng nhau mình bước trên con đường hoa. Đấy, rap nha. Hết khúc ca. Ta 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 ta. Muốn trong đầu lục lọc. Ok. Thật sự là nó không thể vô được luôn á. Tụi mình không biết tiếp tục. À, bọn mình hôm nay chưa có bật nhạc. Âm nhạc làm dịu trái tim mà làm dịu. À không, âm nhạc hướng nghiệp. Hả? Âm nhạc hướng nghiệp luôn hả? Anh thử thôi. Anh nghĩ là không có. Xanh thách thức. Ngành công nghiệp âm nhạc. Anh thách thức. Âm nhạc hướng. Quán là vậy. À, âm nhạc vui nhộn. Anh Thịnh còn ở trong chị nghĩ là không đâu. Chị nghĩ là anh Thịnh có đi ngang qua thôi. Xong giờ anh thấy cái sự hướng nghiệp này nó không có phù hợp. Không phù hợp nội dung với anh đi rồi. Nếm thử đi. Nếm bị cuộc tự do. Nếm thử đi. Đủ sâu. Bạn sẽ thấy thật may mắn. Anh chị chỉ nghĩ cưới chua. Chua em ơi. Chua đâu. Anh chị là tiếng Anh. Hello, bye. English. Hello, bye. Ủa mặt anh hồng nhở. Ừ. Cùng một filter nữa là mặt anh hồng hơn em. Nhìn anh xinh gái hơn em luôn á. Tự dưng muốn có một người chị gái ghê. Đừng 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 anh ơi, đừng đừng. Anh điều diễn có cực không ạ? Lê Thị Bảo Hân à? Trong book lịch làm nêu. Thôi nào. Chết, ấn nhầm không? Đáng nghe âm nhạc đấy, chữa lành. Đấy, anh làm hết chữa lành luôn á. Anh chị ở Hà Nội ạ? À? Không. Đó lý do mọi người cứ hỏi là tại sao lạnh như vậy mà vẫn bật quạt đấy. Tụi mình ở Sài Gòn mọi người ạ. À. Xin tin filter này với cũng có tin tôi không để ý á. Đâu xem anh, nào. Anh được xinh gái thế. Tôi vẫn đang đợi hướng nghiệp nha mọi người nha. Đợi hướng nghiệp này mọi người ơi, có vẻ như tình cảm mọi người quan tâm. Em sắp đi Hàn Quốc rồi, có nhiều thứ hơi buồn. Ui, Hàn Quốc cũng vui mà mọi người. Đúng rồi. Anh chị tư vấn cho em ngoài sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thì ở Sài Gòn có trường nào học sư phạm không ạ? Anh sẽ lên Google của anh tìm. Top 5 trường sư phạm. À. Top 5 trường sư phạm. Mình chưa chuẩn bị giao án. À, nhưng mà mình phải có tâm, mình sẽ lên tìm cho các bạn top 5 trường đào tạo. Cặp đôi trở thành động lực cho tốt. Sư phạm tiểu học, em bây giờ em muốn sư phạm tiểu học hay là trung học cơ sở hay gì? Cảm ơn mọi người. Đấy nhá, nếu mà em muốn tiểu học thì trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là trường đại học Sài Gòn, cũng có ngành sư phạm em ạ. Trường đại học khoa xã hội và nhân văn. Đó, đấy là trường thứ 3. Trường đại học Hồng Bàng, trường này anh biết này, anh hay đi qua trường này. To đúng luôn. Ờ, trường như cái thuyền đấy. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, năm cái tên này có vẻ đều là năm cái tên chất lượng. Ngành diễn có cần phải học tiếng Anh không? Đối với mình thì ngành nào cũng nên có, nên biết tiếng Anh thì sẽ tốt. Nó sẽ giúp phát triển nghề nghiệp của mọi người hơn. Nên biết tiếng Anh. Nên biết tiếng Anh. Thế mà Luna không biết tiếng Anh. Thì mà em biết thế, em đây là điểm yếu của em, nhưng mà em biết là nó nên là em mới nói mọi người nên ấy, chứ nếu không em đã xúi giục mọi người theo em rồi. Em học công an thì nên thi trường nào? Thì em nên thi những trường liên quan đến công an. Không, ý là nó làm gì có trường nào khác đâu. Ngành quan hệ công chúng thì sao ạ? Ôi khó quá, xin lỗi nhất đóng buổi hướng nghiệp phải không nào? Chưa? Xin lỗi mọi người. Chưa, không chuyên chưa? Mình tự dưng không chuyên liền. Mình đóng buổi hướng nghiệp ngày hôm nay là khó quá. Chưa chuẩn bị giáo án. Không biết. Cô mọi người hỏi tới đâu luôn rồi kìa, nhiều lắm. Thôi bây giờ mọi người hỏi về cái khác đi. Hỏi về bộ đội cũng được. À, ví dụ như kiểu không, nhưng mà ví dụ như anh like cách đây khoảng tầm hơn 1 tháng hoặc 2 tháng thì mọi người sẽ hỏi anh là chuẩn bị như thế nào khi vào quân đội. Chứ bây giờ mọi người đi rồi, đi hết rồi. Mọi người đi hết rồi. Ừ. Còn ai hỏi nữa đâu. Ngành nào hay tiêm ven, ngành điều dưỡng. Mọi người hỏi ngành điều dưỡng, dưỡng có cực lắm. Cực, cực lắm mọi người ạ. Thật đấy, không yêu nghề thì không làm được đâu. Mình có nghe anh Đức miêu tả từ này câu này rất nhiều lần rồi. Thật mà, cực lắm. Cực ơi là cực luôn. Rất 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 cực. Thức khuya dậy sớm. Đây, cực lắm. Anh mình tự tiêm cho Trình. Cho Trình là sao? Là không hiểu. Em đang học kế toán mà mọi người bảo thất nghiệp. Kế toán thất nghiệp. Thất nghiệp. Cũng tùy ý ấy, có nghĩa là sợ học rồi nó ra bị thất nghiệp ấy. Ngày nào thì cũng sẽ có khả năng không xin
nhiều việc như nhau thôi, chứ không học cái nào mà nó đảm bảo hết đầu ra 100% đâu mọi người. Nhiên anh mặc thì sao? Không sao. Thôi đùa. Không chơi. Bách khoa ra sửa xe. Cái đó là mình chọn nghề. Bách khoa ra làm điện đúng không ạ? Đúng rồi. Với lại là mình chọn nghề với nghề chọn mình nó khác nhau đúng mọi người ơi. Cũng chịu à? Lớp học Hoàn Mỹ nào có 14 tháng 6 nha em ơi. Diễn viên học trường nào á, sân khấu điện ảnh. Nghe nhạc này buồn ngủ quá. Đúng rồi đấy. Nghe nhạc gì bây giờ? Nghe nhạc gì cho nó có mút đi rồi. Nhạc buổi sáng rồi. Nghe nhạc rap. Nhạc làm việc rồi. Chân 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 chân. Anh nghe cú nổ lớn đấy. Hai vụ nổ lớn đấy. Hà du hà du. Không quan trọng. Mọi người ơi, mình bỏ qua lớp hướng nghiệp rồi, lớp hướng nghiệp bị đóng cửa rồi. Tại vì hai giảng viên nó không chưa chuẩn bị, chưa đủ trình độ và chưa chuẩn bị giáo án cho buổi dạy ngày hôm nay mọi người. Mình không đủ trình độ. Đâu rồi? Nhịp sống ở Sài Gòn ra sao vậy chị? Em sắp được quay về Sài Gòn học, sợ sốc quá. Đây, xin được là nghe lời người ở Sài Gòn tính 8 năm. Lên Sài Gòn. Thứ nhất là em phải chuẩn bị với một cái tinh thần là trên đây nó sẽ sống nó sẽ nhanh hơn, cái nhịp của mình sống ở nhà rất là nhiều, dưới quê rất là nhiều. Sau đó là thật sự thì nó đúng nghĩa là trên đây cái gì mình cũng phải giải quyết bằng tiền nhiều á, chứ mình mới lên mình chưa thể nào dùng quan hệ hay là dùng sự quen biết để giải quyết vấn đề được đâu, nên là tài chính cũng phải sẵn sàng. Nói chung là nó không nhiều nhưng mà mình phải ổn định. Với lại là không lên lên đến Sài Gòn đừng có vào chợ Bến Thành để mua đồ nhá. Cấm triệt. Không có tự dưng lên đến nơi xong rồi đi vô chợ Bến Thành đi mua đồ như tôi đâu nha. Giá nó cũng bị cao ấy. Bị chát đó mọi người, tại vì ở đó là đa số bán cho khách du lịch mọi người ạ. Nên là giá sẽ mắc hơn rất là nhiều. Mọi người đừng có vào chợ Bến Thành mua đồ nha. Đấy, rồi gì nữa ta? Chợ Hạnh Thông Tây là một trong số những nơi có thể đến, tôi thấy ok phết. Hồi lên Sài Gòn đi chợ Hạnh Thông Tây rất thích luôn mọi người. Nhiều đồ cái gì cũng có mà rẻ nữa. Thật ra thì nó vẫn không rẻ nhất đâu. Rẻ nhất thì em thấy vẫn là sàn ép đấy mọi người. Tôi thấy là trên đó có vẻ rẻ và nhiều sự lựa chọn hơn. Đấy rồi tìm trọ tìm... Mà em đang định ở quận mấy? Tại vì cái giá nhà ở thì sẽ phụ thuộc vào từng tỉnh từng quận nữa. Quận xong rồi chưa kể là lên tới Sài Gòn thì mọi người sẽ phải chuẩn bị, sẽ phải cẩn thận về tiền trong túi và điện thoại trên tay. Tại vì ở trên đây sẽ hơi có, tại vì ở đây nhiều người á, nên là cái vấn đề xã hội nó cũng hơi phức tạp một xíu. Nên là mọi người phải cẩn trọng với cái đó, rất dễ bị móc túi, giật đồ. Giọng này là giọng bình thường của Luna đấy mọi người ạ. Đúng rồi, mọi người sai vậy? Chứ không phải là cái gì đâu. Tại vì tôi là người Lai á mọi người. Cứ nghĩ là Lai miền này miền kia á, chứ tôi không có phải là ở miền Bắc hẳn hay là ở miền Nam hẳn. Nên mọi người thông cảm. Tại vì ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với rất là nhiều giọng miền á. Nên là tôi hay bị Lai hay bị tào lao lắm. Bình Thạnh thì cũng tùy mọi người ạ. Nói chung là ở ghép cũng được. Ở ghép thì sẽ... Bình Thạnh thì cũng có nhiều trường đại học ý. Nên là thành ra nó cũng có nhiều khu kiểu giá cũng ok á. Ừ, thì mọi người ở ghép cũng ok nhưng mà cẩn thận mấy vụ lừa đảo nha. Sợ lắm. Sài Gòn còn nóng với kẹt xe, không nóng thì chắc chắn là nóng rồi. Kẹt xe thì đâu cũng kẹt xe. Chắc chắn kẹt luôn nha. Chắc chắn kẹt nha. Nóng chắc chắn nóng nhá. Chị biết trường Văn Lang không? Chị có nghe qua Văn Lang của trên hình như cũng mấy chi nhánh ạ, mấy chỗ cũng bấm. Anh chị làm vlog về một ngày của mình đi kìa. Okay. Nếu thật ra thì có nhiều sự bận rộn một ngày của bọn mình nó cũng chẳng có gì khác một ngày của mọi người đâu, đôi khi nó còn nhàm chán hơn nhé. Thật rồi. Đấy. Đúng rồi. Ý là trừ những ngày mà mình đi làm nhé, còn nói những ngày mà được nghỉ bọn mình chỉ có ở nhà, đúng rồi. Chẳng làm gì cả. Thật ra thì nhiều lúc mình cũng rất muốn quay vlog nhưng mà cái hôm nào bận á thì cảm giác kiểu đúng bị bận quá, luôn tay luôn chân không nhớ để mà quay. Còn một hôm mà rảnh ở nhà thì có biết gì mà quay đâu. Hồi nãy em mới thấy chị Yến. Thế hả? Đâu rồi?
gì? Hoàng Yến ừ ở đúng rồi chị Yến này. Hello chị Yến, ơ cười này, hello. Em lẹ lắm. Chị ở quận mấy vậy? Anh chị ở quận 12. Em đúng không vậy. Có tâm trạng để thi, có chuyện gì vậy? Tỏ tình hoàn mỹ khi nào trở lại? Thật ra chúng mình cũng không có biết. Chúng mình cũng không có biết tại khi nào thì trở lại nữa. Ước anh chị qua Hàn để gặp. Ủa em ở bên Hàn hả? Thích thế. Em có thể về Việt Nam. Thích vậy. Anh chị đọc tin nhắn. Cái gì đây? Anh chị đọc tin nhắn em đi. Anh chị đọc tin nhắn em đi. Thôi chưa hả? Chị Yến. Kìa, chị Yến nhắn tin cho em kìa. Đâu có đâu. Chị kêu đọc comment đấy. À, comment chứ sao lại tin nhắn. Chị còn chả xếp tin nhắn em kìa. Chị là người già nên là chị không biết được những cái ngôn ngữ của tuổi trẻ. Gọi tên em đi anh chị ơi. Tin em đi anh chị ơi. Em là ai nhỉ? Bây giờ phải bật loa lên, bật bài. Chị ruột của em đấy. Chị ruột của em ấy, nhưng mà chị bao tiền Grab cho Honey qua chứ không book vé máy bay, em bay từ Côn Đảo về. Trời. Không phải anh cũng không book ấy. Nó đắt chết thì được. Hàng vẫn nghịch như ngày nào ha, không quên được hai nút đồng tiền. Nói chung là hàng trẻ trâu lắm mọi người ạ. Suốt ngày đánh mình đúng không? Em tuổi trâu mà. Suốt ngày trẻ trâu, suốt ngày đánh mình. Không hoàn tìm nhau. Anh chị qua Hàn Quốc để nhờ inbox em mang quà của em về nhà. Trời ơi, khi nào tôi mới được đi Hàn Quốc ngủ ngon nha. Hai đứa chị Yến ngủ ngon nha. Chị Yến giờ đi ngủ rồi đấy. Ok, chúc chị ngủ ngon, đúng rồi, ngủ rồi, đúng rồi. Luna bắt em livestream đấy. Đùa giỡn cho anh giỡn anh. Ngày mai tự dưng không có tìm kiếm chứ Luna bắt lên đây. Luna tàn ác về Lê Đức. Mọi người tìm kiếm cái đấy nhiều và xong nó hiện lên. Ngủ thôi. Bộ mặt thật. Chị nhắn tin thì ngủ thôi. Bộ mặt thật của Luna. Chị Yến ngủ ngon nha. Bye bye. Cụ thể lắm. Tụi em cảm ơn. Má yêu. Ok, rất yêu. Mình tâm sự với nhau đi mọi người cho có câu chuyện mà. Chưa được 100k tim để anh bật mí MV luôn kìa. Rồi. Thế gì lợn phải xuất hiện để mố bụng thôi. Đứng lên. Ai nhau cho nó. Xấu hổ, con nó bị xấu hổ mọi người ạ. Thích biểu diễn văn nghệ nhưng mà xấu hổ. Hai giải cứu lợn đi. Không, lợn hạnh phúc. Sắp tới anh chị có quay phim nếu có nha. Sắp tới anh Đức lại chuẩn bị đi đóng phim tiếp mọi người ơi. Trộm vía. Mãi chưa thấy phim ra thôi chứ lịch quay thì vẫn có nha quý vị. Anh làm cái trò gì vậy? Anh được khoe với thiền của con. Đây mọi người ơi, ít của em rất sạch. Này. Thì tự dưng có hình ảnh như gì rồi, con em ngoan lắm học đẹp. Một chưa nghe ái ôi. Để bảo con em nó ngoan lắm, nó cắn tôi luôn. Nó cắn liền, con này nó không bao giờ làm mọi người thất vọng đâu. Khen nó cái gì ngày mai nó quậy liền được. Đúng rồi, không phải ngày mai đâu, nó quậy luôn. Đúng rồi đấy. Nó quậy luôn. Chỗ chị không lạnh ạ? À? Không em ơi. Chị ở Sài Gòn nóng lắm. Nóng ơi là nóng ý. Chị đang ngồi về bật quạt mà bây giờ chị vẫn đang đổ mồ hôi sau ấy. Có supply không? Có làm gì đâu mà supply. Tại vì anh rồi đi mà. Thế á? Không sao đâu mọi người ạ. À? Mọi người sẽ không nhận diện ra đây là một cái thông. Đúng rồi. Không sao mà biết được. Sài Gòn có hai mùa. Một là mùa nóng. Hai là mùa rất mùa nóng. Mùa em. Có những khi anh vừa nhớ về lần đầu tiên đôi ta. À, anh biết chuyện gì không? Hôm nay em mới xem cái clip một bạn nào đó đăng. Em không biết nhưng mà quay cái hôm mà bà Sti của công ty ấy. Em mới thấy là Soho đưa cho anh cái ly rượu vang. Anh đắp hết luôn. Thế á? Đúng rồi. À chắc là Pepsi. Pepsi. À đâu uống gì. Xong rồi đặt em thấy anh là... kiểu như là rất. Không, trên sân khấu mà. Ừ, trên sân khấu mà. Trên sân khấu mà. Trong anh ngầu lắm luôn á. Hôm đấy lợn có làm tướng tốc bố.
ghê gớm. Tôi nghi lắm, tôi nghi là ông này bắt đầu tập chơi với cồn rồi. Một trăm rồi kìa. Bật mí đầu tiên nhá. Cảm ơn, bởi vì 100.000 team nên là chúng mình sẽ bật mí đầu tiên là ở MV Bên Nhau Tới Già sẽ không có sự xuất hiện của Lợi. Mọi người đập điện thoại luôn đấy. Chạy luôn. Chúc mừng mọi người vừa xem tập đặc biệt của anh chị. Ôi xem hoài không bán anh chị, cảm ơn nhiều nha. Đó, chúc mừng mọi người đã biết được đã biết được cái spoil đầu tiên của MV này là sẽ không có sự xuất hiện của Lợn. Rồi, chúng ta cùng đến với trăm team tiếp theo. Mình rất là muốn Lợn xuất hiện nhưng mà không thể book được, bởi vì Lợn có vấn đề về sức khỏe. Lợn bị thiến nên là không thể nào xuất hiện được. Thật là kinh khủng. Thật sự mình biết đây sẽ là một cú sốc tinh thần dữ vậy rất sao là nhiều. Mình hiểu, đi làm cũng cày cho bằng được. Cảm ơn Thu Hà rất là nhiều. Quay về câu chuyện của Lợn, dữ thì, quá, quá trời bất ngờ rồi. Nói chung là nó là như vậy đấy mọi người. Xỉu cái đùng thật bất ngờ, không thể tin. Hơi buồn và sốc, mình biết là mọi người. Đâu, em, đây là chuyện nghiêm túc. Mình phải bình tĩnh. Mình biết là mình biết là mọi người mong chờ sự xuất hiện của Lợn. Nhưng mà ai dạy anh sốc là phải bịt tay vào mặt phải không? Để đứng anh mắc cười dạ. Anh cứ lấy tay bịt. Anh bắt em như tu sợ anh mắc cười lấy tay. Anh che là sao hả? Đau khổ. Tức thật sự. Đau khổ là phải bịt à? Anh bỏ tay ra đi, mình đau khổ. Bây giờ mình không diễn bằng hình thể nữa. Đấy thì đập điện thoại luôn rồi kìa. Nói chung là 150.000 team thì sẽ có một spoil thứ hai. Chết rồi, tôi không biết cái spoil thứ hai này. Mọi người không đáng. Hôm đây sẽ là một cái spoil nghiêm túc. Đây sẽ là một cái spoil nghiêm túc nha mọi người. Còn có 20.000 nữa thôi, em thấy mọi người có vẻ lẻ đấy. Anh cho một cái giá ok phải không? 150.000. Mình sẽ một cái spoil siêu book. Spoil nghiêm túc. Giữ trời. Đó. Thực đêm qua live của Luna. Mọi người tí nữa mọi người có xem đá bóng không? Liverpool và Man City. Anh chị ở PCT C3.1, trời ơi. Chưa được quá trời điều tra. Đoán xem bọn mình ở C4.2. C4.2. Chứ là anh đừng cho anh cười sợ hơi. Chị em muốn đập điện thoại lắm mà sợ nên đập ốp thôi. Để dành mọi người phải để dành điện thoại. Anh đã đủ rồi kìa. Đủ nghe đủ cái đủ rồi kìa. Yeah. Ok mà mỏi chưa? Ok, mọi người đã thấy bất ngờ vì cái spoil thứ hai này chưa? Gì vậy? Gì vậy trời? Nói chung là để cho mọi người bình tĩnh lại thì mình sẽ bắt đầu nói, đúng không? Bởi vì là bây giờ mọi người vẫn còn đang rất là bất ngờ vì một tràng pháo tay rất là dài, giòn giã. Vừa làm việc và xem live của anh chị, cảm ơn Hà rất là nhiều. Ủa, người spoil chưa? Ok. Đợi đi mọi người, tôi chưa nghĩ được ông spoil cái gì đâu. Tôi cũng bất ngờ theo mọi người luôn á. Thật mà. Mấy cái đoạn này tôi không biết thiệt. Chị có biết tiếng Hàn không? Không. Không. Spoil mà suy tư vậy. Đã xem có cái gì nên spoil được á. Đầu tiên cho anh chị 200 lần, anh chị cảm ơn. Anh nghĩ ra chưa? Anh nghĩ ra chưa mọi người sắp thả lên 200 lần MV này sẽ là một MV được
đầu tư gần 1 tỷ đồng, cụ thể là 50 triệu. Là sao chồng? Sao gần 1 tỷ dưới 50 đi? Gần 1 tỷ được rồi, dưới 1 tỷ đồng, cụ thể là 50 triệu. Giá là ngày mai lỡ công ty đi báo đầu tư 1 tỷ sao? Thì là công ty sao? Ủa alo bà, ủa alo luôn á. Trời ơi trời. Đùa chứ thật ra cái bài này nó chẳng có cái gì quá đặc biệt đâu mọi người ạ. Đây để tôi spoil cái này đáng giá, cái này chán quá nè, ông nói chuyện chán quá. Đây là một MV do chính anh Trần Lê Đức sản xuất. Ờ sao? Không? Tôi lại còn phải không nữa, cái nào anh chẳng sản xuất. Thì cái này anh sản xuất chứ cái tình là anh đâu sản xuất, đúng không? Tình là mình đồng sản xuất. Đây, đây là một MV do anh Đức sản xuất, lên ý tưởng. Theo xét về vấn đề kịch bản, sau đó là chọn bối cảnh, đi xem bối cảnh cho đến ngày quay luôn, ra tới quay rồi vừa quay vừa chạy xét nha mọi người. Đây rất dạy. Tại vì cái lý do để mà mình làm hết tất cả mọi việc ấy là bởi vì cái lý do lớn nhất là bởi vì chúng mình không có đủ tiền để thuê nhân sự ấy, nên là mình không thể có một cái khác mà nên là mình cứ phải thuê nhân sự. Mình không thể nói gì khác mà. Ok. Anh có thể như thế này nè. Thật sự thì mình làm hết tất cả mọi thứ, tại vì mình lo cho bé Hằng của mình. Tại vì mình không làm thì bé sẽ phải làm của mình. Mình thương bé lắm. Ví dụ vậy. Ui. Thấy chưa? Không, nhưng mà sự thật đó mọi người. Sự thật, tại vì mình không có kinh phí thì mình tự làm thôi, chứ giờ sao giờ. Chết rồi, tôi đang tìm công việc đó. Chị không giỏi tiếng Anh nha mọi người. Ừ. Chị nói thu nhập một tháng của anh chị là bao nhiêu? Chết rồi, từ đủ ăn đủ sống thôi. Từ hỏi thu nhập trời. Chị đủ ăn đủ sống thôi. Áp lực luôn đó trời. Chúng mình không có nhiều tiền đâu mọi người. Tự đang like cái tự bị suy nghĩ ngày mai ăn gì đó. Ờ, tiền đâu mà ăn á. Khổ thật sự. Thật là u bài góp luôn. 200 rồi, cảm ơn 200.000 tim. Cảm ơn mọi người. Chị ơi, mai em thi hóa chị. Ủa, tôi có nói 200.000 là có spoil gì đâu mà mấy bà nhắc tôi. Mấy bà bị quen rồi đúng không? Okay, chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m58. Nặng 40kg. Em chỉ biết tháng này em Đức phải ăn uống nhiều đi của chị nè. Đúng rồi, ăn tủ lạnh luôn mọi người ạ. Mua tủ lạnh nhưng không có cái gì cho vào tủ lạnh hết. Mua hết chiền. Mọi người kêu bộ đồ này của Phu Bao á, thì mình có Phu Bao nè, nè. Xong rồi lại còn gấu trúc, ở cái trúc này là Phu Bao ăn á. Ừ. Ôi. Có thấy người yêu gấu trúc. Hôm nay anh Đức vừa cho mình coi phim gấu trúc nữa. Kung Fu Panda. Không. Thì ra mình coi xong mình mới biết là cái mì á không phải anh Ấu Trúc nó làm, nó vịt làm nha mọi người. Không phải anh Ấu Trúc làm nha. Để em mua cho, em mua cái gì cho. Thôi không phải mua gì đâu em. Anh là diễn viên đang lấy cho em nhận lớp trưởng hả? Ừ, chắc vậy đó. Ủa? Chị tập gym có đăng ký không ạ? Thật ra chị tập gym mục đích của chị để đăng ký á, chứ không phải để đăng ký đâu. Nên mọi người yên tâm nha. Tại vì nhiều bạn có rep em một story á, kêu là chị gầy như vậy rồi còn tập gym làm gì nữa. Nhưng mà đâu phải tập gym chỉ để giảm cân đâu, tập gym để nâng cao sức khỏe. Đúng rồi, rồi. Để tăng cân. Nói chung là tăng hay giảm là tùy vào cái chế độ tập và ăn uống của mình nữa. Chú không cần đâu, cảm ơn nha em ơi. Em chị có thể mua được, cảm ơn tình cảm của em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nha, bọn mình đùa chui. Anh không thể nào để cho Hằng đói được, nên là mọi người yên tâm nha. Chị Luna đứng dậy cho em xem bộ đồ. Những cái đang ngồi chứ bắt tôi đứng. Khi nào em về Việt Nam ghé Sài Gòn có duyên thì gặp anh chị nha. Ok em. Ok. Anh chị quen nhau bao lâu rồi? Anh chị quen nhau thì lâu lắm rồi. Anh chị quen nhau được khoảng gần 30 năm rồi.
Anh bao nhiêu tuổi? Anh 18 tuổi. Mà anh quen em 30 năm. Quá lâu luôn á. Em chỉ quen từ kiếp trước kìa. Nhớ ý sao kiếp trước của anh gì đó có 30 năm vậy? Em có một cái còng kìa, bạn cho mượn cái còng để cặp với em này. Bạn này là công an chắc. Hình đằng sau là bọn mình đấy, không phải là ai đâu mọi người. Em làm văn phòng áp lực có muốn xin nghỉ việc thì nói với sếp như thế nào vậy? Cáo từ. Mình đi qua anh Đức là thành câu chuyện một từ thôi. Chỉ một từ thôi. Cáo từ. Rồi quay lưng đi vậy thôi, lấy tiền lương hả? À, nói làm sao để còn giữ tiền lương chứ? Xin nhận lương xong rồi mới cáo từ. Kìa có người cáo từ giống anh kìa. Kia là hoa gì vậy ạ? À? Hoa này là hoa filter mọi người. Tưởng hỏi hoa đằng sau. Hoa chữ tai là hoa filter cho mọi người. Còn hoa đằng sau là hoa giả mọi người. Đằng sau là hoa lan đất. Được một chị tặng cho với một cặp lận. Tôi cũng nghĩ chị ý luôn á. Nghĩa là lan đất mọi người ạ. Lan làm bằng đất sét. Đẹp lắm. Đẹp lắm, nhìn như hoa thiệt luôn thề. Nó tươi hoài hoài vậy đó. Chăm sóc là mình chỉ cần lau nó thôi. Anh chị lai được mấy giờ nghỉ vậy? Chắc là khoảng bây giờ mấy giờ? 10 giờ. Chuẩn bị nữa rồi. Ừ, chắc khoảng một lúc nữa. Ừ, mới có 35 phút thôi. Mình ra lên là trễ rồi. Ừ, nên rồi. Chắc 15 phút nữa. Sao mà hình đen thui vậy là sao? Hả? Cái gì vậy? Anh chị có lại bữa lóc bên tôi không? Anh chị vừa tí đâu có làm bữa lóc bên tôi. Lóc Mân Tô chỉ là hợp tác cùng với chúng mình thôi mọi người ạ. Nhưng mà mọi người cũng nên uống Lóc Mân Tô. Đúng rồi. Em có muốn uống Lóc Mân Tô không? Có. Ê nhưng mà uống chưa uống hết này. Ơ sao không uống cái này chứ. Cái này là của anh nè. Anh nhìn ống hút bị cắn ông là của em nè. Anh uống không hết cho anh. Hôm của lại nhà bọn mình lúc nào cũng có. Ê lên một cái. Có phải là do bị làm view của cái logo nhãn hàng không? Chặt tít siêu ngon luôn. Xin mời mọi người uống cùng chúng mình. Sao Zero Night không làm nhạc nữa? Bởi vì mỗi người một định hướng của em ạ. Mỗi người một công việc rồi. Với cả khi nào vô hãy chơi đi anh chị. Thật ra lịch trình di chuyển của tụi mình cũng theo công việc đó mọi người. Tụi mình cũng ít đi chơi đó mọi người ơi. Đi thi gặp giáo viên cái gì? Gặp giáo viên khó bắt phao thì nói gì trong đầu à? Ngạc nhiên chưa? Mình chân à? Ding 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 ding. Show Việt Nam, show Việt Nam, show Việt Nam. Lúc lúc mà bị bắt phao bảo là thầy ơi thầy có camera đằng sau gì? Xong rồi quay lại. Show Việt Nam, show Việt Nam. Ơi em thả tim vào cái chỗ hoa này nhìn xinh nhá. Bọn chị cưới nhau chưa kìa? Bọn chị. Anh biết rồi. Ôi ôi, chị ý là đến bây giờ mọi người vẫn nhớ mình là Anna với anh Đức là Alex và chúng tỏ cái vai diễn đấy nó cũng ấy nhở. Mọi người còn nhớ những nhân vật khác không? Có, mọi người vẫn nhớ luôn đấy. Ghê thật đấy, ý là phim chứng tỏ phim anh ở trường cũng được mọi người đón nhận rất rất nhiều ấy chứ. Thật sự phim lâu lắm rồi, cách đây mấy năm rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ những cái sản phẩm như vậy. Rất là mong mọi người sẽ tiếp tục rất là mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm tiếp theo và bọn mình cùng đóng góp và tham gia. Trên trán anh Đức dính gì? Dính tóc không mọi người? Dính nhan sắc đấy. Chù. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Sao mới biết điểm toán 7,9 thiếu không về một điều học sinh giỏi rồi. Ồ, tiếc quá ha. Thật sự luôn á. Nghe cũng tiếc thì. Thật ra thì mình nghĩ là theo kinh nghiệm của cô giáo mình ngày xưa, cô bảo là để như vậy để năm sau cố gắng. Ồ. Nhưng mà còn có 0,1 thôi ý.
vô sở đồ bài nói gì cho ngầu vậy? Vô sở đồ bài thì quay ra bảo mẹ ơi con bị mời lên lớp rồi. Nghe giọng chị chắc chắn là chị gốc Bắc rồi, chị không thể nào gốc Nam được, chị không nói được giọng Nam mọi người ơi. Ồ, cảm ơn mọi người vì đã vẫn nhớ tên những nhân vật của chúng mình. Cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi chúng mình. Chị đã 12 giờ đêm thì có xem tới lúc làm việc xong đi mà thôi. Không được đâu. Sáng mai bọn anh còn phải đi làm. Sáng mai tôi cũng phải dậy sớm. Mai tôi đi sớm mọi người ạ. Trượt cấp 3 làm nghề gì giờ chị? Sorry, trượt cấp 3 làm nghề gì? Trượt cấp 3? Ủa, trượt cấp 3 là sao? Tôi nghĩ đến trượt cấp 3 là thi từ cấp 2 lên cấp 3. Hay là học xong cấp 3 và chưa tốt nghiệp. Không hiểu. Ừ nha. Thật ra thì trượt cái gì thì cũng chưa đủ độ tuổi để đi làm. Nên là vẫn sẽ phải đi học tiếp thôi nha. Đúng rồi. Bị ngã giữa sân trường làm gì cho đỡ quê. Mình nghĩ nếu mà bị ngã thì mọi người nên nhanh trí à, chống đẩy. Nó không phải cái dáng chống đẩy sao? Trượt 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 kiểu như trượt trượt ngửa mặt lên trời ấy. Thì nhanh trí lấy ra một cái kính râm đeo vào mắt, xong rồi nằm bắt tay ấy chán đường thụ. Có thế cũng nghĩ ra được. Đó. Trả bài mà không thuộc bài thì sao? Thì không trả bài được. Thì là điểm không thôi. Kung Fu Panda 4 này. Đi coi không? Mai có coi được không? Mai buổi tối mai mình đi quay mà. Mai đi quay về. Quay mấy giờ rồi? Không biết, chắc quay cũng đến tầm 10 giờ là cùng mà. Bên đấy 50 chị không em ơi, do cái quạt đấy. Đúng không? Có quạt đấy mọi người ạ. Bị té gãy ghế giữa sân trường là cái gì? Thì ghế giữa sân trường thì làm gì ạ? Làm gì cho làm đỡ quê? Đỡ quê. Khó quá. Sao mọi người nghĩ đến những cái tình huống đấy? Mọi người thật sự nghĩ như vậy à? Còn nếu ví dụ như bị rồi thì về giờ hỏi thì cũng đâu làm được gì nữa đâu đúng không? Chả lẽ mai lên té lại để làm lại cho đỡ quê? Ý là sao mọi người nghĩ đến những tình huống hay đấy? Thời tiết Sài Gòn ấm anh chị nhỉ? Không em, nóng. Rất nóng. Không thể là ấm được. Chị có nuôi bếp không? Không, chị nuôi lợn. Hôm nay chủ nhật, ngày mai là mọi người đi học vậy rồi. Mai thứ hai đầu tuần, đi học đi làm đồ đó. Mai em đi văn nghệ, tặng hoa mà người ta không nhận thì sao? Không, thường thì sẽ không có chuyện đấy đâu. Tặng hoa trên sân khấu làm gì có ai không nhận. Nỡ tặng hoa bình thường kiểu ra tỏ tình ấy tặng. Người ta từ chối ấy. Anh chỉ là chỉ phải nói là tỏ tình chứ đây là chỉ là tặng hoa thôi mà. Thế nhưng mình nghĩ sẽ không có trường hợp không nhận đâu. Hoặc là đừng tặng ở nơi quá đông người. Tốt nhất là nên tặng ở nơi không đông em người. Em đi gặp lớp bị té rồi phải làm sao? Ý là lúc mà mọi người té xong rồi còn đông nữa. Bây giờ mọi người có hỏi mọi người trả lời mọi người định đi gặp để té một lần nữa hả? Crush mà té thì phải ngẩng mặt lên và nói là ôi em vấp phải tình yêu rồi. Đấy. Đầu bạn Giang Long nha. Cảm ơn mọi người. Chị em thích bạn kia nam kia bạn kia đối xử với ai cũng không kịp đặt. Xin lỗi mọi người nhé. Tụi lặn đâu chị ơi. Ủa tôi xin cái lại nhỏ chị. Đây này. Em mở cửa bạn vào kìa. Ai? Mở cửa em vào kìa. Em nào? Ai biết mọi người comment mở cửa em vào ra. Mở cửa cho bạn vào kìa. Dã man. Mở ra thấy có người thật nhỉ? Mình sợ hiểu nha, luôn. Giống như bữa đừng lại em lại xong bạn kêu không là em ở bên cạnh phòng anh này xong rồi bạn kêu là hãy la lên đi. đúng bác cười thế luôn, việc cả bác cười xíu. Nói đam mê danh vọng thì lại bảo là bố mẹ sắp đặt. Hai ba nhảy lên. Hai ba lên. Có teaser MV không ạ? Có chứ. 12 sẽ có teaser. Ui, cái đấy là tôi spoil rồi đó. Chứ mọi người làm gì biết. Anh còn không biết. Anh tưởng có thông tin rồi nên anh mới bình tĩnh chứ anh cũng có biết đâu. Thì chưa có chứ. Không đi. Em thích bạn kia mà bạn đó đối xử với ai cũng dịu dàng thân thiết quá. Mình có nên thích nữa không? Đấy là bản tính của người ta mà. Mọi người đừng nặng nề quá. Đấy là bản tính của người ta thôi mà. Là kiểu với ai người ta cũng như thế đúng không? Nói chung là đừng quá nặng nề. Mình nghĩ là chứ
trừ khi mà bạn ý cũng thích em rồi mà bạn ý vẫn đi làm những điều đấy với người khác thì nó mới là câu chuyện. Còn nếu mà bây giờ người ta chưa có yêu ai, quen ai, chưa có trong mối quan hệ nào, người ta tốt với tất cả mọi người xung quanh thì bởi vì đó là người tốt thôi, có gì đâu. Đang định bế đấy. Mèo chị nuôi bao nhiêu năm gần rồi? Gần 2 năm rồi. 2 tháng nữa hay là 2 tháng, đang tháng 3 mà đúng không? 3 tháng nữa là tháng 6 đúng là rồi. Tính cái lúc đó nó về thôi. Đúng rồi. Chứ lúc đó nó về nó đã được 2 tháng rồi. Mình nuôi nó được bao lâu rồi nó? Nói chung là nó gần 2 tuổi rồi. Anh còn mê rose à, anh bận rồi, anh ra ngoài. Chúc anh vui. Trong việc rồi. Đi ra ngoài để xe điện vào trong cam. Sau đó đâu. Anh đánh lộn rồi sao. Kinh nghiệm. Hôm nay chị xấu hổ. Em áp lực ôn thi đại học quá ạ. Ý là mọi người vẫn tâm huyết nhưng mà mọi người không quan tâm đến câu chuyện của hai đứa mình luôn. Sao mọi người vẫn rất là tâm huyết luôn á. Lâu rồi em thấy anh Đức cái gì? Cho mỡ lên sóng. Ồ, tại mỡ chưa có nhồi bông ấy. Mỡ nó đi ngủ đông hơi lâu. Đúng vậy. Tại anh chưa mua thêm ấy đúng không? Xuống đây. Tự cái gì đọc tôi đọc chưa kịp luôn á. Tuần sau em thi rồi. Cố lên. Ơi đẹp trai quá. Chết rồi, sao đẹp trai quá nhở? Không. Ừ, đẹp trai quá. Không, nó là để ý anh đây mà. Chán sự luôn đấy. Tức quá mà. Nó không để ai. Mọi người đừng spam comment để tôi đọc những comment khác với. Tôi chưa kịp đọc cái là lại cái comment tiếp kia nó nhảy lên nữa mà tôi không biết trả lời sao hết. Thật sự chị này xinh gái quá, cảm ơn em. Trừ sân khấu điện ảnh hơn hay thành phố Hồ Chí Minh ạ à, là sao tôi cũng không hiểu nữa. Sân khấu điện ảnh thì trong thành phố Hồ Chí Minh mà. Ý là mọi người hỏi ngoài sân Hà Nội hay là Nội. Ừ thì ý là hỏi ngoài Hà Nội hay ở Sài Gòn thì nó khác. Còn đây bạn hỏi là nên sân khấu điện ảnh hay nên thành phố Hồ Chí Minh. Để lâu chưa? Em mới để hồi nãy. Cung hoàng đạo chị là gì? Chị cung Thiên Bình. Ok. Ê sao nhìn tay anh nó hồng hơn tay em thề. Tay anh cũng hồng hơn em nữa. Mà mặt anh cũng hồng hơn em nữa. Chân tại do anh yêu em đấy. Nhìn chị giống người yêu em quá. Thế đây. Ai? Em đọc comment. Block. Ủa alo. Hôm qua anh Đức chúc em thi tốt nên thi tốt thật kìa. Cảm ơn, chúc mừng em vì đã thi tốt. Chúc mừng em rất là nhiều. Đây, em sẽ để như này để cho anh có thể làm việc riêng. Mọi người ơi,
ngày 14 anh chị có rủ live stream chung không? Hiện tại thì tụi mình chưa có kế hoạch gì hết mọi người ạ. Nhưng mà em thấy cái đèn này ok phết này. Nhưng mà em thích cái góc live stream hôm bữa em ngồi xong rồi có cái đèn ở phía sau ở ngay trong phòng ngủ nhìn chill lắm luôn á, thề. Thế khi nào em like thì anh xét rồi nhưng mà... Không, nhưng mà ở đây cũng đẹp nữa, chỗ nào cũng đẹp luôn. Ví dụ hôm nào anh chơi game thì chắc là em sẽ like trong đây. Ok. Tại vì giờ lịch mọi người cũng mỗi người có một cái lịch trình cá nhân đấy mọi người. Nên là nếu mà kiểu rủ like hết cũng khó ấy. Khó việc để kiểu để bắt mọi người phải sắp xếp theo nó bị khó á. Thành ra mình cũng khó sắp xếp lắm. Ủa nãy giờ làm gì đâu mà tình cảm quá mà cái comment này bà spam nãy giờ luôn rồi bà ơi. Xin tiếp dưỡng trắng da mặt hả? Dưỡng trắng thì mọi người dùng vitamin C, dùng tẩy thoa chết, dùng dùng nói chung là trong trong TikTok shop tôi có mọi người. Quá là. Quá là shipping. Anh chị quay MV hôm nào vậy? Anh chị quay MV từ trước Tết cơ mọi người ơi. Chị còn tham gia lớp học hành Mỹ không? Không biết nữa. Không biết nữa. Mọi người đợi khi nó ra đi chứ tôi chưa biết gì trơn á. Học sinh có điện ảnh mà Hà Nội hay Sài Gòn thì tùy mọi người. Mọi người thấy mọi người gần ở đâu hơn, mọi người học ở đó. Tôi nghĩ vậy nó sẽ tốt hơn. Trường nào cũng tốt hết mọi người ơi. Với lại mọi người muốn phát triển đâu nữa, phát triển ngoài Bắc thì nên học ngoài Bắc đúng không anh? Ừ. Còn muốn phát triển trong Nam thì học ở trong Nam. Hello mọi người. Ai sau lưng kìa chị Anh Đức đấy. Để góc nãy xong rồi tôi cứ phải trườn ra chút mà. Lợi thầy giám không được gọi lợi thầy giám, không được gọi như thế nó sẽ bị tổn thương đó nha. Sao chị trắng dở, chị dùng filter á? Thiệt, em mở cái filter giống chị đi, nó trắng mà nó mịn. Tủ lạnh dùng được không chị? Được nha em. Em gu không nghe tiếng gì luôn đúng không anh? Em không nghe tiếng luôn á, thiệt nha. Nhớ mình để ý không nghe tiếng luôn á. Chạy êm. Chị em thật luôn, êm lắm mọi người. Bao em cái tủ cũ nhà tôi nó kêu như là sấm á. Phòng sau này là phòng để đồ mọi người, để đồ mọi người. Ba cu lợn đâu rồi ạ? Ba cu lợn đang đập thẻ. Ba cu lợn đang đập thẻ nha. Chị chưa có người yêu phải không? Làm người yêu em nhé. Đẹp trai quá. Nói đẹp trai xỉu. Anh Đức rồi, anh Đức vừa mới vô xong đó. Vừa lướt qua like của Luna là thấy video tặng tủ lạnh. Sao mày kết luận là vòng ngược lại cái like này hả? Người tập gym vô đập thẻ đi. Trời ơi, tôi đập hơi bị ghê á. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi đập một cái thôi. Hôm bữa mọi người, anh Đức á, anh Đức tôi đang ngồi xong Đức kêu ra đập thẻ cho anh Đức đi. Đập cái này mà lên một cái á, là anh Đức cho 100k. Xuất sắc. Vô đập một phát lên thịt luôn. Trời ơi, tinh tinh 100k liền. Quá đã luôn mọi người. Quá trời đã luôn, thịt luôn á. Mấy cái đó rất rẻ, nhanh gọn lẹ lắm. Trời, nghĩ tới cái nó đã. Mà mấy cái ảnh nhờ chị ra kiểu chị đập rất là tâm huyết nha. Kiểu mọi người rất là kỳ vọng á, hay xịt. Móng tay chị đẹp vậy à? Đẹp không? Qua Clover Nail làm đi. Trời ơi, đẹp, đẹp xỉu gì nhưng mà màu này nó hơi tự nhiên đó mọi người. Tại vì tôi thích để mấy cái màu như này. Lý do tôi thích để mấy cái màu như này là tại vì tôi rất là lười làm nail. Nên tôi làm như thế này nó có mọc dài ra, nó cũng không bị lộ nhiều, mọi người hiểu không? Còn không nó bị lộ nhiều ra thì tôi sẽ bị
phải đi làm lại chứ nhìn nó dơ nó xấu á. Nào bắt nét tay đi, bắt nét cái tay đi. Nét đi. Nét chưa? Không chưa chịu nét hả? Nét rồi nè. Đó đẹp không? Chụp đi, chụp đi. Clover nail đó, Clover nail làm nail đi mọi người. Nhưng mà nhìn đây nó không đúng màu đâu. Chị làm tóc ở Swan Hair, Swan Salon. Hôm nay tiệm của Bé Thư mọi người. Trời ơi, mỗi lần tôi đi làm tóc cũng chỉ là tôi phục hồi với cắt tóc thôi, chứ tôi cũng chả làm được gì nữa đâu mọi người ơi. Ngoài Bắc lạnh quá chị ơi, chị sẽ cho em một chút nóng của Sài Gòn. Nóng xỉu. Màu của chị là màu gần đen đi chứ, nó tối lắm á. Chị dùng filter nên nó ánh ánh lên vậy á. Đà Lạt lạnh quá chị ơi. Ủa mình đang Đà Lạt hở Thư ơi. Nhìn buồn đấy chị. Không, không buồn cái mặt bình thường của chị vậy đó. Đó. Em mà cứ làm một mình là nó bị vậy á. Sao chị buồn quá vậy? Chị khóc hả? Có chuyện gì thế? Nên sao đẹp gì ở đây ha? Đẹp xíu. Mà em thi rồi chứ em thi tốt thì mai thi thật là tốt nha. Bữa bà tiên thì có say không chị? Em lấy video nâng em. Không, thật ra hôm đó mọi người đâu có ai say đâu, trừ anh Minh Ti á. Chứ hướng nữa. Không quá à, Bin nữa. Bin cũng là. Hôm đó đâu có ai say hết trơn á. Thật sự mà mọi người nghe mình nói giọng nam là tại vì thỉnh thoảng tự dưng mình bị lái lái qua đấy. Chứ thực ra cũng không rõ giọng nam đâu. Tôi cũng biết giọng nam nó như thế nào đâu. Mai em thi võ chị uy đỉnh thế. Giỏi nhờ. Chị chỉ biết võ mèo cào thôi. Rồi em đi tìm được điện thoại chưa chị? Rồi nha em. Tìm được mới về nha. Anh ở đằng sau chị cô tê quá. Trời ơi, phải nói. Nữa tắt like nha mọi người ơi. 3 phút nữa là tròn 1 tiếng rồi. Sau chúng ta sẽ hẹn vào những ngày hôm sau. Mọi người nhớ là ngày 14 ra MV ấy nha. Từ nhà bè có chỗ chị bao nhiêu xa? Xa lắm em ơi. Có thể là 25-27 cây á. Xa hơn nữa là tầm 30 cây á. Nhà bè tùy đoạn á. Xa lắm. Không ai nhớ điện thoại của em Minh Ti hết. Để em để em đập cho. Đập đi. Chứ là áp lực quá. Lên không? Lên. Cái này khó. Cái hồi chiều mới đập lên 6 đây đúng không? Sao hồi chiều em mới lên 5 rồi đến 7? À hồi chiều anh đập một phát lên 6 rồi đấy hả? Chết rồi, giờ lên 7 khó lắm. Ủa lên kìa, thế mà giờ anh không quay. Quay là anh làm được thêm một cái content nữa rồi. Ui, lên rồi. Thấy chưa, anh thấy chưa, em nói rồi, đi tập gym phải đập nó uy tín lắm. Lên rồi. Dập 6 lên 7 nha. Này là gì đây, cầu thủ này tên là gì? Kai Havertz. Đập từ 6 đến 7 ấy nha. Vậy là hôm nay vừa đập nó 5 đến 6, 6 đến 7 à, 4 đến 5, 5 đến 6, 6 đến 7 luôn đúng không?
thế mà anh không cho em đập cái con này để quay clip nó mới uy tín. Tự dưng đập từ con 4 lên 5 nó bình thường ghê, từ đập 6 lên 7 thì nó oai hơn hẳn. Ai biết. Thật sự luôn ấy. Chụp hình. Điện thoại anh đâu? Ôi uy tín thế, trời ơi, người đi tập gym về đập thẻ có khác. Make up nha. Filter TikTok đi. Ok, lên 7 là ngon rồi. Má xịn luôn, trời ơi, tư quá đỉnh. Anh phải flex trong group ấy. Bây giờ đợi đá C1 xong nó lên chỉ số. Ui nhưng mà con này hôm nay đập ok nhờ, đập 3 lần đều lên luôn, không bị xịt lần nào luôn á. Em nói anh rồi nên là tập gym tháng mới anh sẽ phải đóng tiền cho em. Eo ơi, em không thể tin nổi. Sao vậy? Không thể tin nổi. Em thấy ok mà, nó là một sự đầu tư có. Anh chỉ không thể tin nổi thôi. Ngon luôn. Anh biết phan pháo à chị? Ồ. Hôm qua coi, hôm qua thắng đúng không? Đúng rồi. Hôm qua đã thắng nha. Hơi bị ghê gớm nữa. Xem Vi ở kênh YouTube Luna Official nha mọi người ơi. Ôi, sữa xoáy ngon quá. Không nỡ bỏ. Anh tính bán hả? Không, ý là cũng phải thay thôi. Mà chị không lệch cả có. Chị có lệch mà. Sữa xà 5 chỉ số. Có mà đúng không? Tiếc cái sút xoáy này. Mặt ai chả phải lầy. Hiếm lắm. Không lầy đánh đầu. Điếc. Một thôi sao. Cấp 3 chọc trường Lê Quý Đôn ở Tuy Đức Đăng Nông nha. Kìa. Hai ba người đây. Tôi thấy vẫn còn view nhưng mà chui một tiếng rồi tôi đây thế thôi. Để nghỉ mai đi dậy sớm đó mọi người ạ. Nè, láo thật dám nói phấn đảo mất dạy. Phấn đảo là sao? Đọc ngược lại là pháo đần. Mất dạy. Tưởng thế là hay đấy. Mọi người nha. Không có được nói vậy nữa nha. Bye. Mấy yêu. Hẹn ngày 14 tháng 3. 14 tháng 3 nha mọi người. 14 tháng 3 nha. Còn livestream thì vẫn livestream. Livestream thì vẫn là điều nha. Bye mọi người. Trời ơi, chạy phút tắt tí nào ý. Em like của mọi người tắt đi. Kỳ quá à? Thôi, em tắt đây. Tắt nha.